cảm giác cầu của vận động viên đỉnh cỡ nào? Ủa anh Thảo, em nghe nói là vận động viên cầu lông thường cảm giác cầu của họ tốt lắm đúng không? Cô không biết nè. Thử mới biết được. Ok, chuyển. Ôi trời ơi. Trời ơi, gì quýnh ghê dữ vậy cha. Chưa đâu, biết gì không? Ủa gì vậy? Cái gì? Lấy cái tâm quýnh luôn hả? Không đó, điền cân. Nó bận quá.